Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, đây là những con giáp sẽ nhận được một khoản tiền chia trên trời rơi xuống. Các bạn cùng nghe và kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Những con giáp này từ đầu năm đến giờ, họ luôn gặp vận hạn xui xẻo, khó khăn bùa vây, tình duyên tan vỡ, tiền bạc thì chẳng thấy đâu. Thế nhưng từ ngày 27 tháng 10 âm lịch, những con giáp này sẽ đột nhiên gặp vận may bất ngờ, từ tình duyên đến công việc. Hơn nữa, họ có thể vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc, có thể được người khác cho tiền, cấp trên thưởng lớn, và thậm chí một số người có cơ hội trúng số đổi đời sau ngày 27 tháng 10 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Một, tuổi Tý. Các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, cục diện lục hợp xuất hiện cho thấy tuổi Tý sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Có vẻ hôm nay bạn sẽ vô cùng bận rộn và hoàn thành tốt công việc được sao. Mọi thứ nhìn chung đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Thần tài cũng sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho những người vẫn luôn làm việc chăm chỉ bấy lâu. Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán bội thu. Bản mệnh cũng sẽ có bản tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm cát khí vượng thế này. Về tình cảm, ngũ hành xung khắc nhắc nhở, cho dù bạn và người ấy đang ở trong mối quan hệ nào đi chăng nữa, thì hãy nhớ cả hai vẫn cần có không gian riêng. Nếu không thì mối quan hệ sẽ khó duy trì và phát triển được. Việc cố kiểm soát nhau sẽ chỉ khiến tình cảm của cả hai xuất hiện vết nứt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, người tuổi Sửu nhờ được thượng thần chiếu mệnh nên sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập cho bản thân. Con giáp này nếu biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển việc kinh doanh thì sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, như vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn, kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương cũng thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong cuộc sống. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn. Với người làm công ăn lương, có vẻ hôm nay bạn sẽ nhận được tin vui từ việc được tăng lương hoặc khen thưởng, nên số dư tài khoản của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhân cơ hội này, bản mệnh cũng nên tăng cường tích lũy. Ở phương diện tình cảm, người độc thân vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Bên cạnh việc bớt thời gian cho công việc để chăm lo cuộc sống cá nhân, bạn cũng nên nhìn lại mục tiêu của bản thân, đặt ra quá nhiều yêu cầu cũng là rào cản lớn, ngăn bạn tìm thấy hạnh phúc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Thiên ấn xuất hiện trong hôm nay của người tuổi Mão, báo hiệu con giáp này có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cũng bởi có tinh thần trách nhiệm, bạn luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo dựng được uy tín. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, kéo theo thu nhập của bản mệnh được đảm bảo và có xu hướng tăng tiến nhanh chóng. Nếu làm tốt trọng trách được giao phó, các bạn chắc chắn có thể nhận được khoản thưởng nóng hay tiền hoa hồng xứng đáng, tài chính cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành xung khắc, phương diện tình cảm của tuổi Mão sẽ không được suôn sẻ cho lắm. Bạn và người ấy gặp khó khăn trong việc trao đổi những vấn đề thường ngày do mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc từ trước đó. Cãi vã có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Được tam hợp cục che chở, vận khí của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Công việc nhìn chung vẫn đang được bạn giải quyết ổn thỏa, con đường thăng tiến của bản mệnh cũng mở ra từ đây. Bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực và tiềm năng phát triển trong tương lai. Cát khí lan tràn còn hỗ trợ những chú rắn ở phương diện tài lộc.
Hôm nay được coi là ngày tuổi này đón nguồn tài chính dồi dào, nhiều các mối làm ăn tốt đẹp. Nhìn chung hôm nay bạn sẽ bận rộn hơn thường lệ, có cơ hội kiếm tiền, làm việc luôn tay luôn chân nên thu về không ít lợi nhuận. Vận tình duyên của người tuổi Tỵ trong ngày cũng nở rộ, mối quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Con giáp này biết mình đang thiếu điều gì và tìm kiếm gì ở nửa kia nên không còn u mê tìm kiếm người phù hợp trong vô vọng nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Bước sang ngày mới, tuổi Thân may mắn được chính tài trợ mệnh nên được tài lộc hanh thông, công việc thuận lợi. Con giáp này có thể được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại có uy tín lâu năm nên thu về một khoản không nhỏ. Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Với người làm công ăn lương, công việc của bạn cũng đang tiến triển khá ổn định. Do con giáp này luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, thêm ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với sự cống hiến của bạn. Đây quả thực là tín hiệu đáng mừng. Trong chuyện làm ăn, đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc, thậm chí bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Thổ sinh kim báo hiệu phương diện tình cảm khá suôn sẻ. Con giáp này dù luôn bận rộn với sự nghiệp cá nhân nhưng vẫn luôn biết cân bằng cuộc sống, không để nửa kia có cảm giác bị lạnh nhạt. Cách hành xử khéo léo của bạn là chìa khóa giúp mối quan hệ đôi bên kéo dài bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Quý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Nhờ sự xuất hiện của tam hợp cục, hôm nay khả năng xã giao của người tuổi Dậu được phát huy cao độ, nhờ vậy mà gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, tiếp thị khách hàng thì càng có lợi thế phát triển sự nghiệp. Thời gian này bạn có thể sẽ thấy bận rộn hơn rất nhiều khi phải đảm đương nhiều trọng trách, ngày nào cũng căng sức mà làm. Nhưng cơ hội để thể hiện mình như vậy không nhiều nên hãy cứ tập trung cố gắng, chẳng mấy chốc thành tựu sẽ xuất hiện. Nhân duyên trong ngày cũng khá vượng, nhiều được ngũ hành tương sinh hỗ trợ. Những bạn nào yêu lâu có thể tính tới chuyện kết hôn hoặc sớm dẫn đối phương về ra mắt gia đình. Vợ chồng kết hôn nhiều năm nên thường xuyên hâm nóng tình cảm để mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 27 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!